Chào các bạn. Đúng 9 giờ sáng, tôi đã có mặt tại hiện trường Docklands, nơi tổ chức một cuộc chạy bộ vô cùng hào hứng, sôi nổi để gây quỹ cho Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia. Đây là một sự kiện cộng đồng ở Melbourne vào ngày Chủ nhật, ngày 3 tháng 4 năm 2022, với mục đích gây quỹ cho Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia. Sự kiện này được tổ chức hàng năm vào tháng 3 hoặc tháng 4. Sự kiện bắt nguồn từ năm 1931. Một nhóm nhân viên của hai tờ báo Herald Sun và Quickly Time cùng với một nhóm quan chức thể thao đã tổ chức một lễ hội thể thao để quyên góp tiền cho Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia. Lệ phí tham gia $65 cho mỗi người và hơn phần nữa được quyên góp trực tiếp cho lời kêu gọi thứ sáu tuần thánh. Và vòng chạy dài từ 5 đến 6 cây số và vòng ngắn từ 2 cây rưỡi. Edward.
Về phần thưởng, medal sẽ dành cho những người nào thực hiện hết một vòng chạy. Và đây là người may mắn đã rút thăm trúng giải thưởng một chiếc xe Mazda 30. Tới đây xin hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp. Nếu cảm thấy hay, thích, xin các bạn cho một like, một comment và một share. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Mom and Dad? Where's Mom and Dad? They're coming. They're coming? Oh, there we go. He's coming. I mustn't speak loud enough. No.